Tài Ngói TV xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay Tèo sẽ ngưng đi bãi chuột nha mọi người. Hôm nay Tèo cùng hai đứa con của Tèo sẽ đi câu rắn mối cho mọi người xem những giờ giải trí nha. Thì cái cách câu rắn mối như thế nào thì hồi nữa Tèo sẽ đi câu, rồi con gái Tèo sẽ cầm máy quay cho mọi người cùng xem. Con trai Tèo thì đi theo mang nước theo, có khác hạt sữa uống nha mọi người. Để Tèo quay cái máy lại cho mọi người cùng xem nha. Đây là con gái của Tèo nha, đây là con trai nha. Thì ngày hôm nay Tèo đi câu rắn mối. Cái số dế này nãy Tèo cũng đã buộc sẵn rồi nè mọi người. Đó. Đây là cái cần câu nè, cần câu của Tèo nè mọi người. Đó, chặt một nhánh trúc và Tèo buộc cái cọng dây gân. Đây, sâu dế của Tèo buộc để Tèo câu nè mọi người. Đó, lấy cọng dây chì xỏ vô, xỏ dế vô vậy là rồi. Vậy hồi nữa Tèo sẽ câu cho mọi người cùng xem cái cách cái con rắn mối này là nó ăn như thế nào cho mọi người xem nha mọi người. Rồi, đi thôi con gái ơi, con trai ơi. Lấm một em. Đây. Một em nha cái nè. Đó, ngon lành. Đây nha mọi người. Rồi, ba em ăn mà. Đó đó, ba con nghe mọi người. Ngon lành chưa? Quá đã, con này khó câu. Quá khó câu. Lắm vô liền. Bốn con. Gì con? Bốn con hả? Ừ, quê em cái kìa. Bốn con rồi nè con. Nè. Đó. Bốn con nha mọi người. Rồi tiếp luôn mọi người ơi. Con ngon lành quá đã luôn mọi người. Đây là một em nữa nghe mọi người. Thì giấc này con Tèo trời nắng quá, con Tèo cho nó vô rồi. Cái này Tèo đi quay, Tèo cầm máy Tèo quay nha mọi người. Rồi con này con nấy mập ú không nha. Ngon lành. Rồi tiếp tục luôn nha mọi người. Thì một em đó nghe mọi người. Ngon làm nha. Quả đã luôn. Chạy đâu cho khỏi. Ngon lành.
Nãy giờ đi vòng vòng ra cái vườn xoài ngoài đây mọi người, thì mới thấy được có một con một ha. Người ta đi nãy giờ từ ở trong cái đầu clip trong đó đó, đi ra tới ngoài đây thấy có con nó chạy rồi tèo dựng máy xuống rồi tèo câu. À lụm được một con nữa, con nào con nấy ú ú không nghe mọi người. Đó, chứ đã chưa ú ngu không à. Đó rồi tèo dựng máy tại đây nha, rồi tèo đi câu tiếp cho mọi người cùng xem. Dính luôn bạn ơi, dính luôn mọi người ơi, câu cũng dính chụp luôn, quá đã. Nè con này là hơi nhát nha mọi người, nè hết biết nó bự chưa, mình hơi nhát câu nó ăn, nó nhả khôn hả mày, chụp luôn dính lơm. Quá đẹp. Vô mọi người ơi. Đây nha mọi người, nãy tèo mới về nhà tèo lấy vé thêm nè. Nó còn là còn nãy thì thôi, nó đã nè, hết thế chưa, mới lượm được con chà bá luôn nha mọi người, đã quả đã rồi. Rồi tiếp tục luôn mọi người ơi, nãy tèo mới về nhà lấy vé thêm.
ngon lành. Em chà phá luôn nha. Đây tèo cho mọi người xem cái nha mọi người. Đây. Đó, thứ già luôn. Con nào con nấy thì thôi. Đã cho mọi người. Trời ơi, sướng phải chà. Xíu nó sẽ ăn con rồi. Đó, con nào con nấy bành bành không nha. Quá đã rồi. Rồi tiếp luôn mọi người. Còn cái mối trong nhà luôn nè mọi người. Đi ra thấy gần mối nè. Đó, lộn dễ dàng nha mọi người. Lộn lại. Để cái chỗ cây mai cho chừng có nữa. Còn mọi người ơi, cái buổi thành quả đi câu rắn mối ngày hôm nay của Tèo được bao nhiêu đây nha mọi người. Để Tèo hốt cái mớ lá cây này ra rồi cho mọi người xem thành quả nha. Đó, ngon lành cho mọi người. Còn nào con nấy chà bá không nghe. Quá đã luôn. Đó. Đây nha mọi người. Quá đã nha. Cỡ mười mấy hai chục con nhắn mối nha mọi người. Như đây tầm cỡ nửa ký á nha. Đó, quá đã luôn. Tèo xin chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người những video sau của Tèo nha mọi người. Tèo xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nha.